2 tháng 3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ để nghe báo cáo tình hình và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, tính từ ngày 13 tháng 2 đến nay, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc. Về các biện pháp ngăn chặn dịch, Ban chỉ đạo thống nhất mức cảnh báo đối với Hàn Quốc, Iran, Italia là những quốc gia nằm trong vùng dịch, khuyến cáo người dân hạn chế đi đến các quốc gia này và thực hiện cách ly người nhập cảnh từ các quốc gia này 14 ngày theo quy định. Tại cuộc họp, Thủ tướng cho rằng việc 17 ngày qua nước ta chưa có ca nhiễm mới là một tin vui. Tuy nhiên, dịch đang diễn biến phức tạp, lây lan 67 quốc gia và vùng lãnh thổ ở nhiều nước, dịch có tốc độ lây lan cao, tử vong nhanh. Nước ta có tiến bộ đáng mừng trong phòng chống dịch nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Do đó, Thủ tướng nêu rõ cần tiếp tục hành động với tinh thần khẩn cấp và kiên quyết. Tinh thần lớn là không được lơ là, không để sợ hãi ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, xã hội. Nhưng thái độ không được chần chừ hoặc thỏa mãn mà phải quyết liệt, đặc biệt không được chủ quan. Cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để nếu có sự chần chừ nào, chủ quan, thỏa mãn nào thì đều được ngăn chặn, thậm chí là có thể phải tiếp tục hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe của nhân dân, bảo vệ thương hiệu Việt Nam, một đất nước an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra khắp các châu lục. Thủ tướng đề nghị cần có những biện pháp cụ thể để làm sao tiếp tục cách ly hiệu quả, không bị phá vỡ, quá tải do số người đông. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 3 tháng 3, Việt Nam sẽ tạm ngừng miễn visa cho công dân Italia. Bên cạnh đó thì sẽ điều chuyển các chuyến bay từ những vùng có dịch về những vùng không trung tâm, ít dân cư để đảm bảo việc khoanh vùng và giám sát cách ly y tế đối với những người về từ vùng dịch. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Theo Ban chỉ đạo, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 3, Việt Nam tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay chở khách từ Hàn Quốc đến sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, trừ các chuyến bay rỗng sang đón khách về. Theo đó, các hãng bay này sẽ hạ cánh ở sân bay Vân Đồn và sân bay Cần Thơ. Ban chỉ đạo cũng cho biết sẽ điều tiết các chuyến bay từ vùng dịch về các địa phương xa trung tâm ít dân cư như từ Ninh Thuận, Phú Yên, Biên Hòa và Bình Định để đảm bảo cho việc khoanh vùng dập dịch, đồng thời điều tiết lượng người từ các vùng dịch trở về để đảm bảo tránh quá tải tại các khu vực cách ly. Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, có hơn 5.500 người Việt từ Hàn Quốc trở về. Tất cả những hành khách này đều được giám sát y tế đủ 14 ngày. Liên quan đến vấn đề xét nghiệm mẫu bệnh phẩm nghi COVID-19, ngành y tế khẳng định Việt Nam đủ khả năng sản xuất 10.000 bộ kit sinh phẩm phát hiện COVID-19 trên một ngày. Và với bộ sinh phẩm này, có thể giúp phát hiện ca nhiễm chỉ trong vòng từ 3 đến 4 giờ. Hiện ngành y tế đã chủ động sẵn sàng ngay cả khi số lượng tăng về các ca bệnh lý nặng. Địa điểm cách ly thì do quân đội, trước mắt là cho quân đội và phương tiện vận chuyển từ và tổ chức vận chuyển từ sân bay về khu cách ly là cho quân đội. Còn về đến khu cách ly rồi thì những đối tượng nào có nghi ngờ, sốt ho, khó thở hoặc những đối tượng nào đến từ các cái tâm điểm dịch của các cái tỉnh nước đó thì chúng ta đưa sang cách ly để chúng ta theo dõi. Còn những cái đối tượng mà không có những biểu hiện đó thì chúng ta lại cách ly theo dõi sức khỏe theo một phương pháp. Thì báo cáo với các chỉ từ những cái đó thì những cái test kit mà chúng ta xét nghiệm để cho những cái đối tượng có biểu hiện, những đối tượng từ vùng dịch, tâm điểm vùng dịch về thì nó sẽ chắc chắn hơn. Và cái thứ tư thì cái trung tâm điều hành và hỗ trợ điều trị COVID-19 sẽ được set up trong vận hành ngay. Vừa rồi thì Phó tướng chỉ đạo tôi đã nối mạng với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Sản. Nếu trong trường hợp cách ly, bệnh nhân có trường hợp mổ xuất thường, có trường hợp mà bệnh nhân sinh đẻ thì chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận. Những cái trường hợp cần thiết thì những kiến thức các giáo sư đầu ngành như hồi sức cấp cứu là có thể đến được bệnh viện cơ sở. Thế và các đội phản ứng nhanh sau đó thì sẽ có mặt. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết hiện hệ thống y tế của Việt Nam từ ngăn chặn, cách ly và điều trị cơ bản đã hoàn chỉnh và làm rất tốt. Tuy nhiên, tình hình dịch bây giờ đã thay đổi. Trước đây nguồn dịch chủ yếu từ Trung Quốc, nhưng bây giờ đã là từ nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, việc phát hiện sớm là cực kỳ quan trọng, không thể lơ là. Việt Nam cũng sẽ ngừng miễn visa cho công dân Italia. Cần sẵn sàng các biện pháp chủ động vì rất có thể một vài ngày tới chúng ta sẽ có ca bệnh mới xâm nhập. Trước đây chúng ta tập trung khâu đầu tiên là ngăn chặn. Bây giờ chúng ta vẫn phải tiếp tục ngăn chặn. Nhưng mà bây giờ phải chú ý hơn đến khâu phát hiện. Thì tới đây như tôi đã nói, chúng ta đề phòng là có rất nhiều cái tình trạng có thể có rủi ro lây nhiễm trong cộng đồng. Thì chúng ta phải tiếp tục tăng
hai là sử dụng các công cụ công nghệ thông tin mà anh em đã chuẩn bị, đã làm từ mấy tuần nay, để sao cho tất cả các cơ sở y tế ở từ cấp xã trở lên đều được hướng dẫn cụ thể, biết những việc gì mình cần làm và những việc gì mình phải làm khi mà có người hoặc là có biểu hiện ốm, sốt giống cái biểu hiện của căn bệnh này đến thì phải làm những gì cụ thể, và chúng ta phải hướng dẫn rất chi tiết. Đồng thời tăng cường cái kết nối để sao cho ngay từ cơ sở đấy thì chúng ta cũng đã có biện pháp cách ly an toàn, khám an toàn, và nếu phải điều trị ngay thì đến những chỗ thích hợp và tinh thần là ở cấp cơ sở để kết nối với các chuyên gia từ trung ương để hướng dẫn. Tôi cũng báo cáo ông chí là từ 0 giờ đêm ngày mai, tức là 12 giờ đêm hôm nay, thì chúng ta cũng sẽ áp dụng ngừng miễn visa cho công dân Italia. Phó Thủ tướng chỉ đạo tất cả người dân Việt Nam từ vùng dịch về, đặc biệt là từ Hàn Quốc, cần phải tổ chức cách ly tập trung. Chính quyền và y tế địa phương phải làm việc trực tiếp với những người này và gia đình họ để xác định là họ không đến hoặc đi qua và tiếp xúc với những người ở vùng dịch trước khi cho về giám sát tại nơi cư trú. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho biết vào 0 giờ ngày mai mùng 4 tháng 3 sẽ dỡ lệnh phong tỏa tại tâm dịch xã Sơn Lôi sau 21 ngày không có ca bệnh mới. Tại cuộc họp của Thường trực Hà Nội diễn ra sáng nay, trả lời câu hỏi của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, khi nào là báo động đỏ của thủ đô trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19? Đại diện Sở Y tế Hà Nội trả lời, hiện tại Hà Nội đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là 3.000 người bị nhiễm dịch bệnh này. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, cho đến 7 giờ sáng nay, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Hiện Hà Nội đang thực hiện giám sát tại cộng đồng hơn 3.000 người, cách ly tập trung tại cơ sở của quân đội là hơn 2.200 người và tại Bệnh viện Công an thành phố là gần 70 người. Theo báo cáo tổng hợp được, hiện nay số người đến hoặc đi qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Hà Nội trong vòng 14 ngày còn đang ở cộng đồng là gần 2.500 người. Trong đó, từ khu vực Daegu là 38 người, từ khu vực Bắc Gyeongsang là 19 người. Nhận định thời gian tới sẽ còn nhiều người Việt Nam từ vùng dịch trở về. Do vậy, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế đề xuất cần đưa người từ vùng dịch cách ly tại địa phương cư trú, chứ không phải tập trung tại các cơ sở của Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ đạo về nội dung này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, thì giao Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục làm đầu mối tiếp nhận và cách ly người từ vùng dịch trở về. Lúc đầu thì cũng muốn là có tỉnh nào đón thì nên đưa đón, tỉnh có trách nhiệm đưa đón. Thế nhưng Bộ Quốc phòng cũng muốn là tập trung vào một đầu mối. Sau này nó có vấn đề liên quan đến vấn đề khử độc với tiêu trùng, rồi các vấn đề quản lý đối với các phương tiện này nữa. Nên các đồng chí cũng rất là vất vả. Bí thư Hà Nội cũng cho biết hiện Bộ Quốc phòng cũng đã chia sẻ với thủ đô khi cấp thêm 8 xe chuyên dụng vận chuyển người. Đồng thời, chính phủ cũng đã chỉ đạo phân luồng thêm điểm tiếp nhận người từ Hàn Quốc trở về là tại sân bay Vân Đồn, Cần Thơ để giảm tải cho sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Bàn về các phương án phòng chống dịch bệnh, Bí thư Hà Nội một lần nữa nhấn mạnh về việc chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất ở mức độ báo động đỏ. Nếu thành phố Hồ Chí Minh là 1.000 người, thì ở Hà Nội, mức độ báo động đỏ 3.000 người sẽ cần có những sự hỗ trợ, chi viện thêm của Trung ương và cả nước ra sao là những vấn đề được người đứng đầu Đảng bộ thủ đô gợi ý. Cũng chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, Bí thư chỉ đạo nếu học sinh phải kéo dài thời gian nghỉ học, thì Hà Nội ngay bây giờ cần phải có phương pháp dạy trực tuyến cho cả 3 cấp học. Thành phố chỉ đạo việc nghiên cứu thử nghiệm chọn giáo viên như thế nào, biên tập chương trình giảng dạy như thế nào, rồi làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo chúng ta phòng những trường hợp xấu nhất đó. Chúng ta lại qua cái hệ thống trên truyền hình thì phải có cái kịch bản ngay, chọn những giáo viên dạy giỏi nhất, bao nhiêu chương trình, bao nhiêu dạy và bao nhiêu lớp, rồi phải thực hành luôn đi, thì khi cần là chúng ta dùng được ngay. Về thời gian đi học trở lại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu cần tiếp tục xem xét diễn biến của dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu không có diễn biến mới thì sẽ xem xét cho học sinh trung học phổ thông đi học trở lại từ ngày 9 tháng 3, còn các cấp học còn lại sẽ xem xét đi học trở lại từ ngày 16 tháng 3.
Theo thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng, đến chiều nay mùng 2 tháng 3, thành phố hiện chỉ còn 18 người nghi nhiễm COVID-19, giảm 14 người so với ngày hôm qua. Để đảm bảo dịch không bùng phát, Đà Nẵng đã tiếp tục cách ly tập trung 782 người trở về từ vùng dịch, tăng 213 người so với ngày 29 tháng 2. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, hiện tất cả 143 mẫu xét nghiệm những trường hợp nghi nhiễm đều đã có kết quả âm tính với COVID-19. 18 trường hợp đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 2 công dân người nước ngoài đang chờ kết quả xét nghiệm. Hiện tại sức khỏe các trường hợp theo dõi đều ổn định. Để kiểm soát dịch bệnh, Đà Nẵng đã cho cách ly theo dõi hàng ngày 782 người trở về từ vùng dịch. Ngoài cách ly tập trung, hiện còn 19 trường hợp giám sát tại cộng đồng, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, chiều nay Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã chính thức cho 30 người Việt được đón về từ tâm dịch Vũ Hán ra viện sau 21 ngày theo dõi cách ly tại đây. Tất cả các kết quả xét nghiệm của những người này đều âm tính với COVID-19. Sau 21 ngày bị cách ly kể từ khi trở về nước từ Vũ Hán, Trung Quốc, chị Nguyễn Thị Thanh và 29 người khác đã rất vui mừng khi được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Được mọi người đón tiếp và khử trùng cho bọn em rất là cẩn thận và chú đáo. Sau đó thì bọn em được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới cách ly. Khi bọn em về đến Bệnh viện Nhiệt đới thì bọn em cũng nói chung là những cái bọn em tưởng tượng ấy thì nó hoàn toàn khác với cái tưởng tượng khi mà kiểu bọn em kiểu có xem những cái thông tin là về những cái khu cách ly như thế nào, hay là thiết bị đồ y tế các thứ ra sao, bác sĩ như thế nào. Nhưng bọn em về đây thì hoàn toàn nó ngược lại với lại những cái thứ bọn em đã được xem qua và những cái thứ mà em tưởng tượng. Nó thực sự là tốt ạ. May có chuyến bay về đây và ở trong bệnh viện này là em rất là vui, tại tất cả 30 người cùng đi với nhau là đều an toàn, không có bị bệnh. À, bây giờ bọn em rất vui khi hôm nay được ra viện. Em đã trải qua rồi thì em muốn nhắn gửi tới mấy bạn chuẩn bị về Việt Nam, đang ở vùng dịch về Việt Nam thì nên nghiêm chỉnh là chấp hành cách ly, tại vì cái này nó bảo vệ cho chính bản thân mình và quan trọng là bảo vệ cho người thân và tất cả mọi người xung quanh mình, cộng đồng. Các bác sĩ cho biết trong số 30 người từ Vũ Hán trở về có 6 trẻ em, độ tuổi từ 8 tháng đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai 39 tuần. Sau 21 ngày theo dõi, hiện tất cả sức khỏe của mọi người đều ổn định và âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sau khi về gia đình, họ vẫn sẽ được theo dõi, giám sát tại nơi cư trú. Khi mà được đưa về Bệnh viện Trung ương thì các bạn từ rất là nhiều tỉnh thành xa ở phía Nam, và thậm chí là các bạn cũng cảm thấy rất là buồn là khi mà đã hạ cánh đến đất Việt Nam rồi mà vẫn không được gặp gia đình, không được gặp người thân. Rất là nhiều trường hợp là đang trong quá trình thăm khám thì các bạn ấy khóc rất là nhiều luôn vì là rất là nhớ nhà này, rồi cảm thấy rất là tốt và mọi người đều ổn định ra viện, không có vấn đề gì về y tế. Đúng ra mà nói thì chúng ta chỉ thực hiện 14 ngày, nhưng mà chúng tôi vẫn cách ly những đối tượng, nhất là những trường hợp đầu tiên này, thì chúng tôi cũng muốn cách ly 21 ngày để theo dõi xem có diễn biến gì khác thường không. Được biết sau khi 30 người từ Vũ Hán trở về này được ra viện, thì hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đang cách ly theo dõi y tế cho 40 trường hợp từ Hàn Quốc trở về, trong đó có 13 người từ vùng dịch. Thưa quý vị, ngày hôm nay, mùng 2 tháng 3, sinh viên nhiều trường đại học và học sinh trung học phổ thông rất là buồn này. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra về y tế và xét nghiệm đều âm tính và 21 ngày được chăm sóc, theo dõi. Của 59 tỉnh thành quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ kéo dài 2 tháng do Tết Nguyên đán và phòng tránh dịch COVID-19. Mở trường trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, do đó các trường học đều đã chuẩn bị chu đáo các biện pháp bảo vệ an toàn cho học sinh, sinh viên. Sinh viên xếp hàng dài, chờ được khử khuẩn trước khi vào lớp học là cảnh tượng quen thuộc của tất cả những trường quay trở lại học tập vào ngày hôm nay, mùng 2 tháng 3. Xịt nước sát trùng tay, kiểm tra thân nhiệt là những việc làm bắt buộc trước khi vào giảng đường, lớp học. Nhiều trường còn bố trí cả máy phun khử khuẩn ozone ngay lối vào để đảm bảo công tác vệ sinh được tốt nhất. Tất cả các thiết bị này đều được để sẵn tại lối vào của các tòa nhà. Trước đó, tất cả các nhà trường đều đã triển khai khử trùng vệ sinh lớp học lần cuối, chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ vệ sinh, hướng dẫn giảng viên và nhân viên có phương án xử lý khi thấy vấn đề bất thường. Vâng, thưa quý vị, như vậy là đã có 59 tỉnh thành trên cả nước đón học sinh trung học phổ thông và sinh viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19. Các cơ sở giáo dục đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn cho người học. Còn tâm trạng chung của học sinh sinh viên là háo hức khi được trở lại trường.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì ý thức chủ động trong việc phòng dịch của người học là rất quan trọng. Do đó, học sinh, sinh viên nên tự theo dõi sức khỏe của mình, hạn chế đến nơi đông người, thực hiện tốt việc vệ sinh tay thường xuyên. Thưa quý vị, việc lên án những người lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán khẩu trang lên gấp mấy lần là điều cần thiết. Song mới đây, việc ban giám hiệu một trường học và quản lý thị trường ở Cà Mau kiểm điểm một thầy giáo vì bán lẻ cho học sinh 20 chiếc khẩu trang với giá thành cao hơn giá gốc là 400 đồng một cái lại đang gây tranh cãi trong dư luận. Theo báo cáo, trước đó, thầy Nguyễn Văn Thanh, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Huân, đưa con đi học ở thành phố Cà Mau và đã mua 2 hộp khẩu trang của một người bán dạo với giá là 130.000 đồng một hộp 50 cái, tương đương với 2.600 đồng một cái. Sau đó, thầy Thanh đem về chia lại cho học sinh với giá là 3.000 đồng một cái. Sau đó, trong đó thì con gái của ông cũng có lần bán là 4.000 đồng một cái do không có tiền trả lại. Báo cáo của trường ghi rõ, thầy mới bán được 20 cái khẩu trang, tức là chỉ lời được khoảng 8.000 đồng. Và cuộc họp của trường thống nhất kiểm điểm thầy Thanh và đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, không được tái phạm. Ngay sau đó, ngày 7 tháng 2, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường Cà Mau còn nhanh chóng vào cuộc lập biên bản xử lý vụ việc bán khẩu trang giá cao của thầy Thanh.